Sáng ngày 15 tháng 12, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 12. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn liên quan của huyện. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo các nội dung báo cáo. Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và triển khai một số nội dung trọng tâm khác. Năm 2021, trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhất là bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ, chia sẻ của nhân dân, huyện Lang Chánh đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Các nhiệm vụ chính trị trong năm cơ bản hoàn thành, nổi bật là kiểm soát thành công dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và sức khỏe của nhân dân, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thường xuyên liên tục, lãnh đạo tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về phát triển kinh tế, năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, song kinh tế của huyện vẫn tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,74% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được đặc biệt quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Năm 2022, Huyện ủy Lang Chánh tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Xuân Hồng chủ trì, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung được thông qua. Một số đại biểu có ý kiến tham gia vào các nội dung như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác đầu tư công, lĩnh vực giáo dục, quốc phòng an ninh, chỉ tiêu văn hóa, lao động, việc làm, công tác xây dựng đảng, số liệu giá trị sản xuất. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp tập trung rà soát thống nhất lại số liệu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, cần bổ sung thêm vào báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, thu hút đầu tư doanh nghiệp, xuất khẩu lao động và một số nội dung quan trọng khác. Đối với các kết quả, chỉ tiêu, đề nghị các phòng ban liên quan cần tính toán lại, bổ sung thêm ý kiến của các đồng chí vào báo cáo, đánh giá lại an ninh quốc phòng. Với chỉ tiêu năm 2022, cần nghiên cứu tham mưu điều chỉnh sao cho hợp lý, đúng với điều kiện thực tế của huyện. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm kiểm soát dịch bệnh để thích ứng an toàn, linh hoạt, sống chung an toàn với dịch bệnh COVID-19. Phát triển kinh tế, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy lao động sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021. Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ cơ sở thực hiện kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Hội nghị cũng thống nhất và quyết định một số nội dung quan trọng khác.